Vâng, hiện tại anh em kỹ thuật Zika Auto thì đang có mặt ở tại Lạng Giang, Bắc Giang quý vị. Và đây là ngôi nhà của anh Võ. Và đương nhiên rồi, chúng ta anh em kỹ thuật ở đây là để bàn giao và lắp đặt cho gia đình anh Võ bộ dàn karaoke từ thương hiệu Vui Buốt. Và trên hình là bộ cấu hình dàn là karaoke của anh Võ. Chúng ta có một cặp loa Vui Buốt. Đây là phiên bản C12 Plus, phiên bản mới nhất của 50K3. Trung tâm bộ dàn của chúng ta là có cục đẩy liền van X2 Pro DC phiên bản gốc. Còn đây là bộ mic không dây VK31 và rất tuyệt vời quý vị. Và trong bộ dàn karaoke của chúng ta có thêm một loa sub, loa siêu trầm model S4200 Pro. Và còn bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh Võ quý vị để nghe anh Võ chia sẻ một đôi lời sau khi mà anh nhận được bộ dàn karaoke đến từ công ty Zika Auto. Và em chào anh. Và đầu tiên là thay mặt công ty Zika Auto cảm ơn anh là tin tưởng và chọn là công ty Zika Auto là đơn vị cung cấp bộ dàn karaoke cho mình. Vâng, vừa rồi anh có nghe nhạc rồi đúng không? Và cũng nghe kỹ thuật viên Zika hát rồi. Thế thì anh có thể chia sẻ cho quý vị đang xem video này một đôi lời không anh? Nói chung là đội ngũ của Zika là tuyệt vời. Đấy. Nói chung mình cũng tối là mình hay làm xem buổi ban ngày thì nói chung là không có thời gian. Ra tối là tối xem mình thấy quảng cáo các thứ là đi lắp đặt các thứ mình bảo là lúc nào cũng tới tin tưởng. Nhưng mà lúc mà tôi mua một bộ về thứ nhất là nghe nhạc, hai là bạn bè đến giao lưu thì có cái đấy, vâng, có cái để thứ thứ chén rượu vào bao giờ thế. Còn những bộ các bộ này thì nói chung là hay thấy rất hài lòng. Anh vừa rồi là anh có chia sẻ là fan của Mr. Duy Phương Anh. Cũng biết là khi mà Tiến Bộ là fan của Phương Anh thì cũng biết là chị Nga có ghen đó anh nhỉ? Không đúng anh. Vâng, một lần nữa thay mặt công ty Zika Auto chúc anh mạnh khỏe, vâng, hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh. Anh cảm ơn nhé. Vâng, đội ngũ của Zika. Vâng, lời lắp mặt cho rồi nhé. Vâng, vâng. Còn quý vị và các bạn, nếu quý vị đang ở Lạng Giang, Bắc Giang thì có thể tham khảo bộ dàn karaoke của anh Võ. Quý vị có thể liên hệ với công ty Zika Auto. Sau đó công ty có thể kết nối để quý vị có thể đến trực tiếp anh Võ để trải nghiệm bộ dàn karaoke của anh Võ cho quý vị. Vâng, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Vòng đường bước yêu tu, ở đây có vết lửa hồng và đây có môi riêng đồng, cùng đến đây anh đang chờ em xây phòng bên tờ. Em hôm nay lại nhiều anh các bọn đâu. Ngày làm suốt ngày thì nhà nghe Phương Anh hát. Vâng. Anh bây giờ anh hạt thử một bài để tặng anh em Zika anh, đi anh. Anh không hát. Đây à. Anh là hay theo dõi kênh bên em đúng không anh? Ừ, anh hay theo dõi. Phần cứng của Phương Anh nha. Mình Duy hay hát. Vâng. Thì sau khi mà anh nghe qua này, ngày xưa là anh cũng theo dõi, năm ngoái theo dõi rồi thôi, này thôi không theo dõi. Ngày xưa là hay theo dõi chung hát nhiều. Vâng. Đúng. Khi mà anh nghe trên qua điện thoại có tuyến thì đến tận nhà thì anh nhìn ra cắt bót rồi. Anh ăn nhiều đúng không anh? Thiết kế nó vừa đẹp với không gian gia đình luôn. Đây nó gọn. Bây giờ cái này nó gọn. Bây giờ nó làm nó gọn. Cái ngày xưa nó làm cùng cái nếu mà nó gọn thì công suất nó lớn. Đó là giờ nó toàn công suất nó lớn mà nó gọn. Toàn kỹ thuật số. Nó to nhưng mà công suất nó không to nhưng mà nó to hướng. Ngày xưa chúng đẩy phải 40-50 cân nhưng bây giờ nó nhẹ rồi. Nó có mười mấy cân thôi mà nó mấy kiểu hoa. Công ca, công cành, không thích gì nhiều hoa. Để công cành xếp được đâu, ở đâu được. Và rẻ nhỉ. Đẩy rời, vang rời, nói chung là nó cũng lấy mình là tôi lấy cái nó liền vang này nó. Cái này nó rất sử dụng hơn. Bây giờ thì là em chỉnh sẵn này, to nhạc và có mic lên là dùng thôi. Nhưng mà em cũng chỉnh hết cho anh bờ.